Đi nha, mọi người ơi đi hái trái cây với em nha. Mọi người xem phim ngày em đến, nhìn thấy quen không? Okay nè. Cái này về chiên bọt hay là hầm thịt rất là ngon. Đây. Riêng cái trái này mình phải leo lên. Cao quá chừng. Rơi đất nha, đầu nha. Ây da. Ây da. Ây da. Cây lý nó mới có bông thôi, khi nào nó có trái chín nó mình sẽ cho mọi người xem nha. Đây cái hoa của nó nè, cho mọi người xem đây là cây cà ri nha. Thank you.
cây hoa đậu biếc. Màu nó tím rất đẹp. Đứng đây nghe có cái mùi mít chín. Đây rồi. Mình phải nhảy qua mương để mình thử xem nó có chín hay không. Mà nghe thơm quá. Chín rồi. Quá thơm luôn. Bây giờ phải vô lấy dao cắt nó mới được. Wow, cái này ngon lắm đây. Cho mọi người xem nè. Chín cây nha. Đã chưa? Rất là ngon. Ngọt. Thơm. Thôi. Wow. Quá đã luôn. Bây giờ mình sẽ đem lại cái gốc mát ở đằng kia, cái mình gọt một miếng. Đây nó chín cây. Đó, ngon cho mọi người. Mới hái mũ rất là nhiều. Đây không có bức lá chuối để chùi nữa. Nó thơm, nó giòn, nó ngọt mà nó dính mũ nữa. Một miếng nữa nè. Ngon quá trời ngon luôn. Mũ nè. Mà cái mít ăn vậy là hết mà rồi. Chào tạm biệt mọi người.